Ngày nay khó nhất là gì? Có một số người niệm Phật không hiểu biết về thế giới cực lạc, cho nên họ rất tham luyến thế giới ta bà. Đối với những sự vật trước mắt, tập khí quá nặng, vẫn còn có ý niệm khống chế chiếm hữu. Thông thường người thế tục gọi là tranh quyền đoạt lợi. Có quyền, họ có thể chiếm hữu, có thể chi phối. Đâu biết rằng đây là tạo nghiệp. Những điều này dù là tốt đến đâu, có ích cho xã hội, có lợi đối với chúng sanh, cũng không ra khỏi luân hồi lục đạo. Quả báo thù thắng nhất là ở cõi trời. Như trong kinh điển Đại Thừa nói, vua trời Đao Lợi là thiên chủ của dục giới. Vua trời Đại Phạm là thiên chủ của sắc giới. Vua trời Ma Hê Thủ La là thiên chủ của tứ thiện. Phước báo lớn nhất trong lục đạo. Chưa ra khỏi luân hồi lục đạo. Làm sao có thể sánh được với người niệm Phật? Nếu niệm Phật thành tựu, Bồ Tát Đại Thế Chí nói rất hay. Tu như thế nào? Đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, nhớ Phật niệm Phật. Hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Năm câu này trong chương Viên Thông rất quan trọng. Ngày nay khó khăn nhất của chúng ta chính là không thể đô nhiếp lục căn. Mắt thấy sắc liền bị cảnh sắc xoay chuyển, không làm chủ được chính mình. Từ trong cảnh sắc sanh khởi ý niệm khống chế, ý niệm chi phối, ý niệm chiếm hữu. Ta đối với âm thanh cũng khởi ý niệm này. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Cho nên công phu niệm Phật không đắc lực. Như thế nào công phu mới đắc lực? Buông bỏ. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, buông bỏ. Phân biệt chấp trước,
buông bỏ. Ý niệm chiếm hữu, buông bỏ ý niệm khống chế, buông bỏ ý niệm chi phối. Đây là điều hiện tại phải làm. Sau đó tiến thêm bước nữa, chính là tiêu chuẩn trong kinh điển. Buông bỏ tất cả chấp trước, phân biệt, khởi tâm động niệm. Như vậy công phu niệm Phật sẽ đắc lực. Vậy là tịnh niệm tương tục, không ai không giảng sanh. Mà giảng sanh phẩm vị còn rất cao. Công phu niệm Phật không đắc lực, chính là tập khí phiền não quá nặng. Không phải người khác chướng ngại mình, mà tự mình chướng ngại mình. Vì sao thấy sắc nghe âm thanh phải động tâm, mà kệ nó chẳng phải tốt sao? Đức Phật dạy chúng ta tùy duyên diệu dụng. Tùy duyên tức là mặc kệ nó. Diệu dụng là gì? Là không khởi tâm, không động niệm. Đây gọi là diệu dụng. Ngày nay chúng ta chung sống cùng nhau, người Việt thấy hoàn cảnh thì đã có đến tám chín việc chẳng như ý. Đây là điều mà người thế gian thường cảm thán. Người học Phật không như vậy. Vì sao? Hết thảy sự tướng, nhất là đối với người Việt, đều nhằm trau dồi công phu của chúng ta. Bạn không để qua sự trau dồi này, bạn làm sao biết được bản thân có công phu? Mắng bạn, bạn không giận. Đánh bạn, bạn không để trong tâm. Tâm của bạn bình thản biết bao. Trên chiếc đĩa, Lão Hòa Thượng đã vì chúng ta hiển thị. Người thu tiền điện đại khái được gạt ngài. Thu quá đổ, quá nhiều. Lão Hòa Thượng nói, tiền điện tháng này sao lại nhiều hơn tháng trước nhiều như vậy? Đòi thu quá nhiều. Anh chàng thu điện phí liền đánh ngài hai bạt tay. Lão Hòa Thượng không nói một câu, nhanh chóng lấy tiền đưa cho anh ta. Người thanh niên đó đi rồi. Người dân xung quanh xem thấy đều không vừa má. Lão Hòa Thượng đã hơn trăm tuổi rồi, những người trẻ tuổi muốn bắt anh ta về để phán xử, Lão Hòa Thượng nói bỏ đi, hãy nhẫn một chút. Nhẫn nhục ba la mật, bạn có thể nhẫn chăng? Vất vả cực khổ, trồng bắp. Trong thôn, có người đến trộm bắp. Bị Lão Hòa Thượng bắt gặp, người ăn trộm này thấy Lão Hòa Thượng sợ đến ngay người, không biết phải làm sao. Lão Hòa Thượng bèn khuyên anh ta, đừng hoảng, cứ từ từ, chọn trái nào lớn mà hái. Người ăn trộm bắp về sau gặp Lão Hòa Thượng bội phục đến nằm vóc sát đớ. Vì sao? Tu hành phải từ những chỗ này mà tu. Địa sát cuộc sống thì còn đến nơi nào để tu nữa chứ? Đó là giả, không phải thật. Tu hành phải tu từ cuộc sống. Cái gì cũng nhẫn được, thứ gì cũng chịu đựng được. Tu sự nhẫn nại,
Phải đem tất cả những gì được nói trong kinh thực tiễn vào công việc. Đây gọi là thực tu, thực tiễn vào cuộc sống. Nhất định không thể hoài nghi. Nhất định không nên xen tạp vọng tưởng và tạp niệm. Tâm phải thanh tịnh. Cho nên bình thường chúng ta phải luyện dùng tâm chân thành. Bất luận là đối đãi với ai cũng phải dùng chân tâm, nhất định sẽ không bị thiệt thòi. Không thể nói tôi đối với Phật là dùng chân tâm, tôi đối với người bình thường thì dùng vọng tâm. Họ dùng vọng tâm đối đãi với tôi dùng vọng tâm đối đãi họ. Vậy là sai. Vọng tâm dùng riết thành thói quen rồi thì đối với Phật cũng vẫn là vọng tâm. Đây tức là sai. Phải sửa đổi nó lại. Đừng sợ bị thiệt thòi, đừng sợ mắc lừa. Có thiệt thòi, có mắc lừa cũng không sao. Tại vì mục tiêu của chúng ta là ở thế giới cực lạc. Ta không muốn ở cái thế giới này. Cái thế giới này, cái gì ta cũng có thể buông xả được hết. Không có tham luyến, không có chiếm hữu. Bạn mới thật sự tự tại, cõi lòng cởi mở, vui vẻ vô cùng. Không có phiền não, không có âu lo. Linh hoạt bằng chân tâm. Làm việc, đối nhân xử thế cũng đều dùng chân tâm. Mỗi ý niệm của chúng ta đều là A-di-đà Phật. Hy vọng tất cả chúng sanh đều có thể hiểu rõ, đều có duyên tiếp xúc với pháp môn tịnh độ. Đều có thể tin thật, nguyện thật, chân thật niệm Phật. Tương lai đều sẽ là đồng tham đạo hữu trong hội Di Đà ở thế giới cực lạc. Tốt đẹp biết bao. Người ta đối với ta không tốt, ta đối với họ tốt. Người ta phỉ báng ta tán thán họ. Đối với bản thân có lợi ích rất lớn. Tại vì sao? Vì mình đã thật sự buông xả, không có mâu thuẫn với bất cứ ai. Cái họ cần, ta không cần. Cái ta cần, họ không cần. Chúng ta không có mâu thuẫn lợi hại với bất cứ ai. Người thế gian cần buông xả được tài sắc danh lợi, thất tình ngũ dục. Không phải là những thứ này sao? Những thứ này chúng ta buông xả hết, pháp còn buông bỏ, huống hồ là phi pháp.